Xin chào các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với tiết học địa lý 6 trong khóa học lịch sử địa lý của olm.vn. Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Mở đầu bài học hôm nay, cô mời các em hãy cùng giải quyết tình huống với bạn An. Bạn An quan sát bản đồ hành chính Việt Nam mà mãi chưa tìm được thủ đô Hà Nội nằm ở đâu và muốn đi từ Hà Nội tới thành phố Đà Nẵng thì sẽ đi theo đường nào? Cô mời các em cùng suy nghĩ và trả lời cho bạn nào. Chắc hẳn chúng ta đều đã có những câu trả lời rồi đúng không nào? Nhưng để biết được câu trả lời nào là đúng hay sai, chúng ta hãy cùng cô đi tìm hiểu nội dung bài mới nhé. Bài số 4. Ký hiệu và chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ. Bài học gồm 3 nội dung chính. Phần 1. Tìm hiểu ký hiệu và bằng chú giải bản đồ. Phần 2. Đọc một số bản đồ thông dụng. Và phần số 3, tìm đường đi trên bản đồ. Với mỗi nội dung này, chúng ta đều có phần luyện tập, thực hành. Vì vậy, các em hãy thực sự chú ý vào bài học để tiếp thu một cách tốt nhất nhé. Đầu tiên, ta cùng nhau đi tìm hiểu phần số 1, ký hiệu và chú giải bản đồ. Nào, ta sẽ cùng nhau quay trở lại câu hỏi đầu tiên của bạn An. Thủ đô Hà Nội nằm ở đâu trên bản đồ? Và làm thế nào để chúng ta xác định được đó chính là thủ đô Hà Nội? Ta cùng nhau quan sát thật kỹ bản đồ hành chính Việt Nam bên phải nhé. Quan sát bản đồ này, ta phát hiện đây chính là vị trí của thủ đô Hà Nội. Sở dĩ ta xác định được đó là vì thủ đô Hà Nội đã được ký hiệu bằng ngôi sao màu đỏ và được chú giải rõ ràng trong bảng chú giải ở góc bên phải bên trên của bản đồ. Và như vậy, ký hiệu ngôi sao màu đỏ thể hiện thủ đô Hà Nội chính là một ví dụ về ký hiệu đối tượng địa lý trên bản đồ đấy các em ạ. Vậy theo em, ký hiệu bản đồ là gì và bảng chú giải sẽ có ý nghĩa như thế nào? Hãy suy nghĩ và cùng trả lời nhé. Cảm ơn câu trả lời của các em. Qua ví dụ trên, ta có thể rút ra được rằng ký hiệu bản đồ là những dấu hiệu quy ước để thể hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ. Đó có thể là những hình vẽ, màu sắc, chữ viết hay là đường nét. Và toàn bộ các ký hiệu này sẽ được giải thích rõ ràng, chi tiết, cụ thể qua bảng chú giải. Bảng chú giải thể hiện các đối tượng và giải thích rõ ràng các đối tượng đó. Nó thường được đặt ở góc trống trên bản đồ. Các ký hiệu bản đồ rất phong phú và đa dạng. Nhìn chung ta có 3 loại, đó là ký hiệu điểm, ký hiệu đường và ký hiệu diện tích. Và bây giờ, cô mời các em hãy dựa vào hiểu biết của bản thân, quan sát các đối tượng địa lý ở cột bên tay phải và nối với 3 loại ký hiệu tương ứng ở cột bên tay trái nhé. Các em trả lời rất tốt. Dựa vào hiểu biết cá nhân, ta có thể thấy rằng các ký hiệu sân bay, cảng biển, nhà máy thủy điện là ký hiệu điểm, thể hiện các đối tượng địa lý phân bố nhỏ lẻ, phân tán trong không gian. Còn các ký hiệu biên giới, đường bộ, đường sắt thuộc nhóm ký hiệu là đường, thể hiện các đối tượng phân bố thành đường kéo dài trong không gian. Và cuối cùng, các ký hiệu là đất cát, đất mặn hay đất phèn chính là nhóm ký hiệu diện tích, thể hiện các đối tượng phân bố thành vùng. Và bây giờ, các em hãy cùng quan sát bản đồ hành chính Việt Nam, cho biết đối tượng nào được thể hiện bằng ký hiệu điểm, đường và diện tích nhé. Các em quan sát rất tốt. Ta thấy rằng trong bản đồ hành chính Việt Nam này thì đối tượng được thể hiện bằng điểm đó chính là thủ đô Hà Nội, ngôi sao màu đỏ. Thành phố được thể hiện bằng hình tròn. Ký hiệu đường sẽ là ranh giới tỉnh, ranh giới quốc gia. Và cuối cùng, ký hiệu diện tích sẽ là những sông và hồ lớn. Ví dụ như hồ Tonle Sop của Campuchia. Tất cả các hệ thống ký hiệu thì đều được thể hiện rõ ràng trong bảng chú giải. Quan sát bảng chú giải, chúng ta cũng có thể xác định được nội dung của bản đồ. Ví dụ, bảng chú giải bên trái sẽ là bảng chú giải của bản đồ tự nhiên, vì nó thể hiện độ cao, độ sâu của địa hình, các đỉnh núi, sông ngòi, vân vân. Còn bảng chú giải bên tay phải sẽ là bảng chú giải của bản đồ hành chính. Ở đây, thể hiện các đối tượng hành chính như là thủ đô, thành phố, đường biên giới hay là đường giao thông. Vậy, đọc bản đồ như thế nào cho đúng?
Ta cùng nhau tìm hiểu xong nội dung số 2 nhé. Đọc một số bản đồ thông dụng. Cầm trên tay một tờ bản đồ, đôi lúc ta không biết được phải đọc như thế nào đúng không nào? Vậy các em hãy chú ý vào 5 bước sau đây. Bước số 1. Đọc tên bản đồ để biết được nội dung và lãnh thổ được thể hiện. Bước số 2. Biết tỷ lệ bản đồ để có thể đo tính khoảng cách giữa các đối tượng. Bước số 3. Đọc ký hiệu trong mảng chú giải để nhận biết được các đối tượng trên bản đồ. Bước số 4. Xác định các đối tượng địa lý cần quan tâm trên bản đồ. Và bước số 5, bước cuối cùng, trình bày mối quan hệ của các đối tượng địa lý. Chúng ta đã hiểu rõ các bước này chưa nào? Vậy thì để hiểu hơn, chúng ta sẽ cùng nhau làm bài thực hành sau đây nhé. Quan sát bản đồ hành chính Việt Nam, trang 96, 97 sách giáo khoa hoặc bản đồ bên tay trái màn hình của cô. Các em hãy nêu nội dung và lãnh thổ được thể hiện trên bản đồ. Nêu tỷ lệ bản đồ. Cho biết các ký hiệu trong bảng chú giải thì các đối tượng nào. Và cuối cùng, hãy đọc và xác định vị trí trên bản đồ, vị trí của thủ đô Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Đã hết thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại chữa bài nào. Quan sát bản đồ hành chính Việt Nam, chúng ta thấy rằng, đầu tiên, nội dung được thể hiện sẽ là các đơn vị hành chính ở Việt Nam. Lãnh thổ là lãnh thổ của Việt Nam. Thứ hai, tỷ lệ bản đồ. Bản đồ này có tỷ lệ là 1 chia 10 triệu. Thứ ba, hệ thống ký hiệu trên bản đồ bao gồm ngôi sao màu đỏ thể hiện thủ đô, vòng tròn nhỏ thể hiện cho thành phố, nét đất nhạt thể hiện cho ranh giới tỉnh, nét đất đậm thể hiện cho biên giới quốc gia, chữ S màu xanh viết tắt của sông, và chữ QD viết tắt của quần đảo. Cuối cùng, ta cùng nhau quan sát bản đồ để xác định vị trí của thủ đô Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Dựa vào hệ thống ký hiệu và bảng chú giải, ta có thể xác định được đây chính là vị trí của thủ đô Hà Nội. Đây là thành phố Đà Nẵng. Và đây chính là thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong toàn bộ các yếu tố cơ bản của bản đồ, bao gồm hệ thống kinh vĩ tuyến và tọa độ địa lý, phương hướng trên bản đồ, tỷ lệ bản đồ, và cuối cùng đó là ký hiệu và chú giải bản đồ. Tìm hiểu xong các yếu tố này, khi cầm một tờ bản đồ, em có thể dễ dàng tìm được đường đi trên bản đồ. Nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu sang nội dung cuối cùng nhé. Nội dung số 3, tìm đường đi trên bản đồ. Các bước để thực hiện tìm đường đi trên bản đồ sẽ bao gồm: bước số 1, xác định nơi đi và nơi đến, hướng đi trên bản đồ. Bước số 2, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cung đường có thể đi và lựa chọn cung đường phù hợp với mục đích. Nó có thể là con đường ngắn nhất này, thuận lợi nhất, ít tắc đường nhất, hoặc nó sẽ đi qua một số điểm bắt buộc. Và bước số 3 cuối cùng, đó là chúng ta sẽ dựa vào tỷ lệ bản đồ để xác định khoảng cách thực tế sẽ đi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thực hành nhé. Cô mời các em quan sát hình ảnh của một phần bản đồ du lịch thành phố Đà Lạt. Quan sát bản đồ này, em hãy tìm 3 địa điểm, đó là trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, ga Đà Lạt và Bảo tàng Lâm Đồng. Sau đó chúng ta sẽ mô tả đường đi từ trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt tới ga Đà Lạt và từ ga Đà Lạt tới Bảo tàng Lâm Đồng. Hãy quan sát thật kỹ và lựa chọn đường đi nào ngắn nhất, đơn giản nhất nhé. Cảm ơn câu trả lời của các em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát lên đây để chữa bài nào. Đầu tiên, ta cùng quan sát để xác định 3 địa điểm. Đầu tiên là trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Hai là ga Đà Lạt. Và địa điểm số 3 chính là Bảo tàng Lâm Đồng. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm con đường ngắn nhất đi từ trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt tới ga Đà Lạt. Bắt đầu từ trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, chúng ta sẽ phải chạy thẳng đường Yashin. Sau đó rẽ trái sang đường Nguyễn Trãi. Tới ngã ba sẽ rẽ chích sang bên phải để tới được ga Đà Lạt. Theo cô Tuyết thì đây sẽ chính là con đường ngắn nhất. Đoạn đường tiếp theo đó chính là từ ga Đà Lạt tới Bảo tàng Lâm Đồng. Từ ga Đà Lạt
Chúng ta sẽ rẽ trái sang đường Nguyễn Trãi, chạy thẳng. Tới ngã tư, rẽ trái tiếp sang đường Phạm Hồng Thái. Đi thẳng tới ngã ba, sau đó rẽ phải sang Trần Hưng Đạo và tới được Bảo tàng Lâm Đồng. Và như vậy thì chúng ta đã tìm được con đường ngắn nhất và thuận lợi nhất khi di chuyển ở các địa điểm trên thành phố Đà Lạt. Và cô hy vọng rằng sau bài học này, khi quan sát bản đồ, em sẽ lựa chọn được những đường đi ngắn nhất và thuận tiện nhất cho mình nhé. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau kết thúc bài học của hôm nay rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo. Tạm biệt!